chú bán ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn chú. Rồi chào chú ngon miệng nha. Ví dụ như ngày mai bên con không có chương trình có công từ thiện thì bác ăn cái gì? Mình xin bác ăn gì còn dư không bỏ, mình xin bác. Ồ vậy à. Cảm ơn nhà tình tài trợ để cho bữa cơm tình thương. Chào quý cô chú anh chị cũng như các bạn đã trở lại clip tiếp theo của Châu Bằng trên kênh Nha Trang Rám Nắng. Thì hiện tại bây giờ là Bằng cũng như Châu đang đứng trước mặt cái cổng bệnh viện, cổng cấp cứu đó quý cô chú anh chị, cổng số 2 đó. Thì cái cổng này nằm ở trên trục đường Y Dược Sen đó. Ở thì sáng hôm nay với cái phiếu cơm tình thương từ của vợ chồng của anh Nhật cũng như là chị Hồng đang định cư ở thành phố Salem, tiểu bang Oregon, Mỹ đã gửi những phần cơm yêu thương. Thì hiện tại bây giờ là Bằng đang có mặt ở chỗ quán cơm chị Ly nè. Thì quán cơm chị Ly thì giống như thông lệ mọi khi mà hay làm phát cơm cho quý bà con bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân đó, thì Bằng cũng hay phát cơm với cái ở quán cơm này. Đó thì bây giờ là cái quang cảnh chuẩn bị của các anh chị em của trong quán. Thì bây giờ là trước hết là Bằng chia sẻ cái cảnh mà bữa cơm hôm nay ha. Thì với cái phần cơm yêu thương từ vợ chồng của anh Nhật cũng như chị Hồng đang định cư ở Mỹ, về tổng số lượng hôm nay là 470 phần. Với một suất như vậy thì cái giá tiền 25.000. Bây giờ trước hết là Bằng đã chia sẻ những cái thực phẩm hôm nay cũng như là những cái phần cơm yêu thương từ anh chị gửi về cho bà con bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân cũng như là các cô chú mà bán vé số khó khăn đi qua đường. Đó, trước hết thì hôm nay mình có món gì ha chị Ly ha? Thịt nướng, thịt kho tôm, thịt kho trứng, gà xào xẻ ớt. Tức là một hộp cơm thế là cũng rất là ngon ha. Rồi, đang chia sẻ với cô chú anh chị nha. Đầy đủ. Có đầy đủ. Có gà nè, có rau nè. Bên cạnh đó là có sườn, rồi có thịt nữa. Bên cạnh đó có trứng, nói chung là cũng đảm bảo được dinh dưỡng cho quý bà con. Ly, hôm qua anh dặn là nấu đừng có mặn á. Yên tâm anh. Nó có ok không? Quá trời lẹ. Vì sao anh phát chủ yếu cho bà con bị thận với lại bị tim mạch á, bên lão khoa với lại ung bướu á, thì những người đó người ta không ăn mặn được. Dạ. Đó, như vậy là tốt rồi. Nấu là vừa ăn. Nếu ăn mặn thì có thêm chân mắm này đúng không? Ok, vậy tốt. Cũng có một cái thông tin rất là thú vị mà anh Châu với lại chị Ly thì cũng rất là kỹ. Bởi vì phát những phần cơm này đến cho quý bà con hầu như là những người bệnh, những người lớn tuổi cũng như là những người chạy thận á. Cho nên trước đó thì anh Châu anh cũng có báo cho chị Ly là để không có nấu mặn, thì sau đó chị Ly cũng đáp ứng được cái nhu cầu, thế là quá tuyệt vời. Đó, đây là cái quan cảnh chị Ly đang múc những hộp cơm để không công tác chuẩn bị đến cho bà con ha. Đó thì đồ thì luôn luôn nóng, thì múc hết rồi thì các em cũng vào trong để mà chuẩn bị những cái phần ra tiếp theo. Đó, đây thì cái công tác bên ngoài của các em các cô để mà những cái phần cơm múc xong rồi thì ra ngoài thì các em các cô chuyển vào trong bì để cho lát quý bà con xếp đi cho nó tiện ha. Đó thì phần cơm nè, một phần cơm như vậy, bên cạnh đó thì có một bị nước mắm nhỏ nè, bên cạnh đó thì có một bị canh đó nè. Đó thì cũng rất là chu đáo. Đó thì theo như quan sát của Bằng và Châu thì cũng đi phát cơm nhiều lần rồi, thì Bằng thấy là cái nhu cầu cần cơm nó nhiều hơn là cần nước, cho nên chính vì vậy cho nên là cũng báo cáo với anh Nhật chị Hồng là những phương tiện anh chị chuyển về bọn em tập trung để dành mà những cái hộp cơm để gửi đến quý bà con. Đó, tập trung vào cái phần thức ăn nhiều hơn. Chào bác, đây cái phiếu đây anh gửi cho bác nè. Rồi chào anh Nhật. Hiện tại bây giờ em Bằng cũng như anh Châu đang có mặt ở tại khoa lão học để gửi những cái phiếu này đến cho những cái người lớn tuổi. Thì bên cạnh đó những người lớn tuổi họ không đi được thì chắc có lẽ là họ nhờ cho những người trẻ tuổi đi lấy giúp giùm, bởi vì cái khoa lão học là hầu như những người già bệnh. Bác ngồi một chỗ thế này là mai có con cháu vô đi giúp chứ còn bác sẽ đi nổi. Đó thì hiện tại bây giờ là em Bằng cũng như Châu đang có mặt ở tại cái phòng chạy thận đây anh Nhật với chị Hồng.
Thì đã gửi những cái phiếu yêu thương từ những phần cơm này để ngày mai phát á. Thì bây giờ thì một số người đang chạy thận, một số người đang đi cấp cứu cho nên là giường bị trống, cho nên là giờ gửi một số phiếu để cho chị để nhận. Rồi lúc các anh các chị về rồi để gửi những cái phiếu này cho những người tiếp theo. À, chắc có lẽ là chị nhận giúp lát chị Hoa chứ về. Chị Hoa có chồng chị Thận về, chị chuyển giùm cho chị. Đó thì hôm qua thì anh Châu với lại bạn thì cũng đi vào trong bệnh viện thì phát một số khoa, ví dụ như là tim mạch lão học cũng như là chút xíu nữa thận. Là đến giờ khoảng 10 giờ kém á, bác quay lại là con thấy bác là con sẽ mang ra, bác hỏi con đứng xếp hàng. Cảm ơn. Dạ, bác tên gì? Ủa trước. À bác sướng hả? À. Bác bán vé số hả? À. Mà bác bị tai biến mà phải bán vé số. À. Đó thì bây giờ anh em lên sớm, anh Châu cũng tập trung đang phát phiếu cho quý bà con. À, như trước mặt đây thì cái chị cũng đang buôn gánh bán bưng đây thì anh Châu cũng tạo điều kiện cho hai phiếu. À, thì bên cạnh đây thì có các chú vi số nè cũng như là các cô. À, các cô là hầu như là khiến đây là cái bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân. Đó thì để mà phát những cái phiếu cơm yêu thương. Đó thì phiếu cơm hôm nay thì hôm qua thì anh Châu anh có in cái phiếu rất là cẩn thận để cho gửi đến quý bà con. Thì thứ nhất là tạo cái sự trật tự thẳng, ngay hàng thẳng lối, không để cái sự chen lấn. Thì cái phiếu cơm hôm nay là gồm có phiếu cơm tình thương, một hộp cơm thập cẩm. Thì cái người mời là vợ chồng anh Nhật, chị Hồng đang ở thành phố định cư ở thành phố Salem, tiểu bang Oregon, Mỹ. Đúng vào 10 giờ sáng ngày thứ bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021. Thì tại cái chỗ mà số 10 Iscan á, chỗ kiosk đối diện cái cổng bệnh viện tỉnh Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Thì đây là chương trình tấm lòng thiện nguyện qua kênh YouTube Nha Trang Rám Nắng cũng như là cái kênh YouTube Nha Trang Quê Nhà. À, thì cái công tác chuẩn bị thì cũng khá là cẩn thận. À, thì trước khi gửi những cái bà con mà nhu cầu thật sự cần cũng như là những cái người khó khăn qua đường ở đây thì hôm qua bằng với Châu thì cũng có đi vào các kho tim mạch lão học cũng như là cái kho chạy thận thì cũng gửi một số phiếu. À, thì đây là quý bà con cũng đang xuống để mua cơm, nhưng mà hôm nay thì có những cái phần cơm yêu thương thế này thì anh Châu cũng đang tiến hành gửi cho bà con. À. Đó như trường hợp trước mặt của quý cô chú anh chị này cũng đang có cụ lớn tuổi thì bây giờ là bản thân cụ cũng đang bệnh, nhưng mà thì mấy bữa trước cơm ở đây cũng khá là nhiều cho nên là những cái khuôn mặt là mình thấy rất là quen cho nên cái nhu cầu cần của mọi người rất là lớn. Đó thì bây giờ chắc có lẽ là chia sẻ hình ảnh và mình hỏi chuyện thôi. Cô chào bác. Ghép tim thì nó ghép nữa. Bác bị tim mạch. Nằm khoa tim mạch hay là nằm loại lão khoa? Bác là nằm ở ung bướu, còn bác gái này là bên tim mạch. Dạ. Rồi bác nằm mình hay là có con cháu gì nuôi không? Bác không có ai nuôi đó. Chồng bác chết rồi. Thì cái đó cũng là chạy xích lô mà mất rồi hả? Mất rồi, chạy xích lô. Ờ như vậy thì cơm hàng ngày bác ăn sao? Xin ra như bữa nay có cơm từ thiện. Thì đây là con đợi cho bác rồi, bác không đi đâu, bác ngồi đây chút xíu rồi đến giờ là con phát cho bác trước nha. Hỏi bác con đi về. Nhưng mà như cái bữa mà không có cơm từ thiện như vậy, ví dụ như ngày mai bên con không có chương trình có cơm từ thiện thì bác ăn cái gì? Xin ra bác ăn gì còn dư, con bỏ mình xin ra. Ồ vậy à. Chứ đâu có tiền đâu, thiện tức là tiền không có. Thành ra là nếu không có cơm từ thiện á là coi như là đi xin người ta ăn. Thì vì không có tiền mà cũng vất vả. Thì cái nhu cầu mà cơm từ thiện ở bệnh viện này là rất là nhiều, nhiều người khổ. Thành ra không có tiền mà bệnh. Thành ra là cái nếu mà có cơm từ thiện này nó cũng đỡ lắm. Bà con mỗi loại 200 nghe, mỗi tí bình an. Em chụp hình lại cái gửi qua cho nó. Đây có quà cho bác. Ồ, cái điều này là cũng rất là thú vị. Có nhà hảo tâm tài trợ. Đây là có chị Ly nè, chị chủ quán cơm. Thì bên cạnh đó thì cũng có các nhà hảo tâm hay gửi tiền cho cổ. Thì để cổ nhận để chuyển những cái phần quà. Gửi những phần quà để cho các cụ. Như hôm nay thì chị Ly thì xin lỗi chị Ly, chị cũng gửi cho hai cụ này mỗi cụ là. Chúc mừng bác nha. Nếu mà bữa nào không có cơm thì lấy tiền này mua cơm ăn nha. Yêu cơm hả? Rồi. Cô có mấy năm giữ chân miếng anh à? Ba bà về đây nè. Di căn nè, di căn nè. Cô gặp mấy phiếu rồi? Hai phiếu. Hai vợ chồng hai phiếu. Đó cho nên là chị Ly thì bán cơm ở đây cho nên là những cái gương mặt nào mà đến nằm bệnh mà lâu ngày hoặc là đến mua cơm thường xuyên là chị Ly đều biết hết. Ăn ở bệnh viện lâu năm luôn. Qua năm suốt tháng ở bệnh viện luôn.
khổ lắm. Mỗi người mỗi lần mày có mặt buông cho tiền là em chia ra cho người 200. Rồi. À, thì bây giờ thì mới 9:30 thôi, nhưng mà bởi vì hai bác này là trường hợp cũng khá đặc biệt. Hai bác này bị tim nhưng mà không có người nuôi á, cho nên là hai bác đã đến đây để mà nhận những phần cơm yêu thương từ cái vợ chồng anh Nhật cũng như chị Hồng. À, thì bây giờ thì anh Châu anh cũng sắp xếp những cái hộp cơm này trước cho ưu tiên cho bác này. Bởi vì bác đi đứng thì cũng khó khăn. Mà bệnh là bệnh mãn tính nữa. Một người cái gì? Một người cái. Người cái một con. Rồi, người cái. Dạ con nhận được mà. Khi nào có thì một người cái anh. Rồi em được. Anh Khoa, bạn của anh Châu à, thì cũng là hỗ trợ để mà phát cái phiếu để gửi đến cho bà con để có hộp cơm hôm nay. Thì bên cạnh trước mặt xe xe kia là cũng có ông anh của chị Ly chủ quán đó, anh cũng hỗ trợ cùng phát phiếu đến với bà con. Đó thì cứ mỗi người là một phiếu, hoặc là những cái hoàn cảnh nào mà khó khăn thì cũng muốn sắp xếp cho họ 2 hoặc 3 phiếu để mà đáp ứng được bữa cơm yêu thương. Rồi bác đứng là 10 giờ đã nhận nha. Ông nãy nhận rồi mà. Rồi. Đây phần lớn là hầu như là các bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân. Thì để nhận thấy điều đó thì quý cô chú anh chị thấy trước ngực của họ là có đeo cái thẻ mà đi ra vào bệnh viện đó. Đó cái đó là quý cô chú anh chị đã dễ nhận và nhận thấy nhất. Đó như trước mặt là có cái bác này đó. Con của con hả? À? À? Con gái. Dạ. Cũng được. Dạ. Bác tên gì ạ? Hả? Bác tên gì? Tên Đào. À bác Đào hả? Con hay thấy bác tới đây mỗi lần phát phiếu là đều có bác. Làm sao bác biết bữa nay có phiếu mà bác tới? Dạo này bác thường đi biển. Dạ. Ngày nào cũng đi hết. Đi biển tập thể dục quá ha. À rồi xong sẵn sàng qua đây. À. Cháu quá, hôm trước cháu cũng khổ lắm anh, hay ăn cơm từ thiện quán mình đó. À, ăn năm này cái tháng nọ luôn á, mỗi lần có đây là có mặt không. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà không có thì bác ăn cái gì? Bác Đào hả? Trường hợp không mà như không có cơm từ thiện, ăn bánh mì hả? Bánh mì thịt đó hả? Bánh mì ăn gì cũng được. À ăn gì cũng được hả? Tiền đâu ăn? Bán cái này hả? À. Lượng mấy này bán đủ không? Đủ tiền bánh mì không? Đủ thì làm gì mà phí lắm á. Một ngày bác lượm về được bao nhiêu tiền? À, cũng có ít mà nhờ các nhà từ thiện cho. À, nhờ các nhà từ thiện cho ha. À. Con cũng rất là mong là có thêm những bữa cơm tình thương như vậy để mà cho mọi người mà có cái ăn. Cháu cũng gặp chi phí, hôm trước cháu gặp chị một lần thôi mà cháu cho 10.000. Ô, nhớ. Mà sao bác nhớ ra vậy? Nhớ chứ. Ồ, kỷ niệm vừa đó. Từ trước gặp bác ở chỗ bên kia đường. À. Bác chờ cơm mà bữa đó không may là không có cơm từ thiện. Thành ra bác rất là buồn, bữa nay không có cơm rồi. Xong rồi coi bữa đó thôi. Còn gọi bác 10.000. Mà nhớ, lúc bây giờ nhắc lại nè. Bởi vì bác tiếp xúc với một cháu gái. Dạ. Nó có chồng bị thận. Dạ. Đó, ông mới nhớ. Con nhớ dài. Lúc đó là đưa bà xã đi sanh thì bây giờ hỏi là có sanh trai gái. Thôi bây giờ là cũng gần tới giờ rồi. Và bác đưa phiếu còn đưa hai hộp cơm cho bác luôn. Chào, bác hỏi chờ nha. Dạ, cảm ơn cháu. Tạo điều kiện sắp xếp sớm cho các bác đỡ khỏi chờ đợi lâu. Rồi. Dạ dạ được con chưa. Rồi chúc bác ngon miệng nha. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhà hảo tâm á. Còn con chỉ là cầu nối thôi. Cũng mình cũng là người tiếp xúc chứ mình chủ động chứ. Nhìn hảo tâm ở đâu có biết đâu làm như thế nào. Dạ rồi. Mình chủ động. Rồi cảm ơn cháu nha.
Đó thì bây giờ là 10 giờ kém thì bà con tập trung đến đông, cho nên là các anh các chị cũng đang hỗ trợ. Đó thì này là có anh của chị Ly cũng như chị Ly chủ quán, bên cạnh đó thì có anh Khoa với lại chị Anh cũng đang hỗ trợ để mà có cơm. Đó thì bà con đứng thì cũng rất là nghe hàng tận lối. Ta đứng xếp thành hàng nè. Tại vì là khi phát phiếu rồi thì ai cũng có một phần, cho nên là không có sợ mất phần. Cho nên là bà con đứng ngay hàng thân lối. À, thì theo những quan sát của bạn thì hầu như là những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, và đặc biệt là các cô, các chú lớn tuổi mà cũng còn lao động, ví dụ như là đi nhận vi chai nè, bán vi số nè. Đó thì anh em thì cũng tạo điều kiện cho những người đó có một phần cơm yêu thương từ gia đình của anh Nhật cũng như là chị Hồng. Đó, bà con đứng thì thành một phòng hàng thật là dài tới từ bên kia. Bữa nay anh mới được phiếu em luôn. Chị. Cho em xin bà già một bên một hộp phiếu không được. Có phiếu em cứ mọi người mà phiếu, chứ còn không phiếu là không lấy được em ơi, để nhường cho người khác không nữa. Được hả? Không được hả? Nghĩa là ai có phiếu thì phát, còn không phiếu thì không có những chị nha, bởi vì là để cũng nên chia sẻ với nhau. Ê, mình để xe cái xe. Không sao đâu, không sao đâu, yên tâm đi. Đó thì quý bà con đứng xếp thành hàng thì cũng khá là gọn gàng đây. Dạ, cứ bà con cứ chịu khó chờ đợi, cứ ai đến trước thì nhận trước. À, như vậy thì trật tự gọn gàng. Với hơn đó bởi vì đây nó cũng gần cái đường xe chạy đó, cho nên bà con đứng gọn gàng giúp giùm. Đó thì với sự nỗ lực cũng rất là lớn của từ các anh các chị chủ quán cũng như là những bạn bè anh em để tôi hỗ trợ thì bà con cũng khá là đông. Cái số lượng hôm nay thì để bằng nhắc lại lần nữa là tổng số phần cơm là 470 phần, thì cái giá trị mỗi phần cơm thì cũng rất là giàu dinh dưỡng, cái giá trị của nó là 25.000 trên một phần cơm như vậy. Đi ra xếp hàng hả chị? Còn ai vé thiếu rồi đang sau đứng thiếu rồi xếp hàng luôn, khỏi mất công. Đó, với tập trung một cái bàn thì có như là hết phần cơm rồi thì cái số phiếu nhiều là bởi vì là người ta nhờ đi đó chị ạ. Có một số chú cô chú lớn tuổi không đi được á, nhờ những người khỏe trẻ đi ra nhận giùm về đó, chứ không phải là một người 7-8 phiếu đâu. Một phiếu một hộp không có mấy hộp đây, để sau dạ, cứ bình tĩnh gì, cứ bình tĩnh chậm rãi phát đều cho mọi người, không vấn đề nha. Dạ, mấy hộp đây, đây là... một hộp đây rồi. Dạ, vậy chị tên gì? Hạnh. À, chào chị Hạnh. Thấy chị cũng thường xuyên cơm ở đây thì tức là cũng nhờ cái cơm tình thương này rất là nhiều đúng không? À. Hai đứa nhỏ nữa. À, hai đứa nhỏ nữa hả? Cũng vất vả hả? Rồi chị làm gì? Thợ theo tay á. Theo tay hả? Nhưng mà làm bắt bên lắm, không có ổn định. Mình là không định mà phải lo hai đứa cũng vất vả hả? Rồi, chúc chị và gia đình ăn ngon miệng nha. À, chào chị ạ. Dạ. Cảm ơn nhà tình tài trợ để cho bữa cơm tình thương này. Đó thì anh Châu thì đứng vòng ngoài luôn luôn hỗ trợ những cái người mà lớn tuổi hay là có những cái phương tiện đi lại khó khăn. Đó, như trước mặt đây là cái chú này lớn tuổi này,
Thì mỗi lần thì theo quan sát các bạn thì cứ mỗi lần phát cơm thì đều thấy những cái chú này cũng giống như cái cô vừa rồi cô đi xe máy á. Dạ rồi, chào chú ngon miệng nha. Đó, như rồi chị Ly thì chị cũng hỗ trợ cho cái chị Hồng này 200.000, thì từ cũng có cái quỹ yêu thương của các cô chú mà gửi cho chị Ly để chuyển những cái hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì gia đình của chị Hồng này là gia đình có ông xã chị Thận cũng rất là nhiều năm ở trong bệnh viện. Vô lấy cơm luôn, vô lấy cơm. Đây. Lấy phiếu đi. Mọi người phiếu thôi, còn mấy phiếu rồi nha. Rồi đi vô nhận cơm đi, của chị đây vô hộp nhận đi nè. Bao nhiêu hộp? Đó, thì bây giờ cũng đã là hơn 10 giờ cho nên là bà con đến cũng hơi giảm dần. Đó thì đây cái công tác chuẩn bị của các anh các chị cũng rất là nhanh gọn. Đó, thì bên cạnh đó thì cũng còn có một số phiếu để dự trữ vắc xin, ví dụ như là những cô chú đến trễ hoặc là những người có hoàn cảnh khó khăn mà họ đến muộn đó, thì cũng để mà sắp xếp cho họ cũng có những cái phần cơm yêu thương. Đó, như ví dụ như là những cô chú đến cùng những cô chú đến muộn này thì anh Châu với đội thiện nguyện thì cũng giữ là một số phiếu để cũng tạo điều kiện cho những cái cô chú lúc tuổi như vậy. Rồi cuối cùng là hết rồi nè. Thưa quý vị và các bạn, thì nãy giờ là phát cũng khoảng 45 phút rồi. Thì bây giờ là mọi người cũng đã có phần. Chỉ còn một vài hộp đây thì những người ra trễ người ta sẽ mang phiếu ra và sẽ lãnh sau. Đó, bây giờ thì cũng tạm ổn rồi. Anh Kho bữa nay phát nhanh ghê. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Thấy mọi người cũng khổ cực, là thực sự là họ cần và mong muốn nhiều tấm lòng giúp đỡ hơn nữa. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn cho anh nhiều nha. Vui quá, bà con ai cũng tới lấy, vui quá đi. Cảm ơn đúng không? Rồi, cảm ơn Ly nha. Cô Ly chủ quán. Cô bữa nay sắp xếp rất là tốt. Cơm nóng đa dạng. Chủ quán cơm, em xin thay mặt tất cả bệnh nhân bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cảm ơn mấy anh mấy chị và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho mấy anh mấy chị nghèo khổ đi lụm rác, lụm đồ, lụm vỉa hè, với lại bệnh nhân nghèo khổ. Em cảm ơn rất nhiều. Chúc mấy anh mấy chị luôn mạnh khỏe bình an. Rồi, xin cảm ơn. Thì Châu cũng xin thay mặt cho đội thiện nguyện cũng như bà con nghèo ở bệnh viện tỉnh Khánh Hòa xin chân thành cảm ơn vợ chồng anh Nhật, chị Hồng đã có những suất cơm tình thương rất là ý nghĩa cho bà con ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Rồi, mến chào vợ chồng anh Nhật. Thì công tác phát cơm cũng đã hoàn thiện rồi, thì bây giờ công tác để gửi tiền cho chị Ly, chị chủ quán. Đó, thì chị Ly cũng rất là dễ thương, mong mắn và vấn đề là cơm nước cũng rất là gọn gàng sạch sẽ. Đó, thì giờ rồi anh có gửi về 500 đô thì em đổi ra tiền Việt được là 11.800.000. Cho nên là hôm nay cái thiếu cơm thì tổng cộng là 470 suất. Thì với một suất cơm như vậy thì 25.000 đồng, thì chị Lê chỉ tính ra là 11.750.000 đồng. Đó, thì bây giờ cái số tiền này thì em gửi cho chị Lê, chị Lê kiểm tra lại giúp em cái nha. 11.825.000. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì trong này là 11.750.000. Dư lại 75.000. Dạ. Thì còn dư lại 75.000 đó thì bây giờ chị giữ giúp em. Thì nếu có bà con nào mà đến nhận cơm mà có hoàn cảnh khó khăn á, chị có thể là giúp cho họ một hộp cơm gì đó cho nó yêu thương, tinh thần gì đó nha. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và tin tưởng em, yêu thương. Rồi thì cũng mến chào vợ chồng anh Nhật cũng như chị Hồng. Thì qua khoảng 45 phút để mà phát những cái phần cơm yêu thương từ vợ chồng của anh thì cũng đã hết rồi. Thì một lần nữa thì em bằng cũng như anh Châu cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, và đặc biệt là cảm ơn vợ chồng anh Nhật, chị Hồng đã tin tưởng em cũng như anh Châu để gửi tiền về phát những cái phần cơm yêu thương đến cho quý bà con ở trước cổng bệnh viện của tỉnh Khánh Hòa. Chắc đến đây là bằng xin phép clip. Một lần nữa chúc quý cô chú anh chị cũng như các bạn sức khỏe và thân ái. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.